Trong những ngày Tết, tủ lạnh bảo quản thức ăn của các gia đình hầu như bị quá tải do có quá nhiều thức ăn. Để đảm bảo an toàn thực phẩm và giữ được hương vị của các món truyền thống, hãy tham khảo một số mẹo bảo quản thực phẩm dưới đây, quý vị nhé. Bảo quản bánh chưng, bánh tét. Ở môi trường tự nhiên, bánh chưng thường để được khoảng 3 đến 5 ngày với điều kiện nơi cất trữ khô ráo, thoáng gió. Khi bảo quản bánh trong ngăn mát tủ lạnh thì được 15 đến 20 ngày. Do vậy, để đảm bảo an toàn, bạn nên cất bánh chưng trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ khoảng 5 đến 10 độ C. Khi lấy bánh ra ăn, cần luộc hoặc hấp lại cho bánh mềm. Bảo quản thịt đông. Thịt đông thường được chuẩn bị trước ngày 30 Tết và bảo quản trong tủ lạnh. Để bảo quản thịt đông sau 3 đến 4 ngày vẫn thơm ngon như mới nấu. Sau khi để nguội, nên chia thịt vào các hộp nhỏ vừa đủ ăn từng bữa theo sở thích của gia đình. Đậy kín nắp hộp, cất vào ngăn mát tủ lạnh. Mỗi bữa ăn chỉ lấy đủ một hộp và ăn hết trong bữa. Khi ăn, dùng dụng cụ riêng để múc thịt, tránh tình trạng thịt đông bị dữa không ngon. Trữ thịt đông như vậy vừa giữ được hương vị đặc trưng, vừa giúp món ăn bảo quản lâu hơn. Các loại giò chả. Các loại giò chả là món ăn đặc trưng trong mâm cỗ Tết của người Việt. Có nhiều loại giò như giò lụa, giò bò, giò tai, giò xào và hầu hết đều không để lâu được. Cách bảo quản giò lụa, giò bò, chả là để ở nhiệt độ thường dưới 25 độ C trong điều kiện thời tiết khô ráo. Nên treo hoặc cất nơi thoáng gió. Khi bảo quản đúng cách, giò sẽ giữ được khoảng 2 đến 4 ngày. Nếu để giò chả trong ngăn mát tủ lạnh sẽ được khoảng 1 tuần. Bảo quản lạp xưởng. Lạp xưởng, lạp sườn là một món ngon ngày Tết đặc trưng của người miền Nam. Muốn bảo quản lạp xưởng tươi ở nhiệt độ thường, nên treo lạp xưởng ở nơi thoáng mát hay trên gác bếp, có ánh nắng càng tốt, giúp bảo quản được lạp xưởng lâu hơn. Nếu có điều kiện, nên dùng máy hút chân không để đóng gói. Cách này vừa đảm bảo thẩm mỹ, đồng thời bảo quản lạp xưởng thoải mái qua Tết. Bảo quản dưa hành, củ kiệu muối. Dưa hành, củ kiệu muối và dưa món là những món ăn kèm chống ngán trong mâm cỗ Tết. Nhưng dưới tiết trời mùa xuân độ ẩm cao, dưa hành nếu không được bảo quản tốt, rất dễ bị nổi gián mốc và có màu, mùi khác lạ. Các chuyên gia khuyến cáo, dưa hành xuất hiện gián mốc là xuất hiện một số loại nấm gây hại. Loại vi nấm này có thể sản sinh ra độc tố aflatoxin. Do vậy, để đảm bảo an toàn, nên tự muối dưa tại nhà để có thể điều chỉnh được lượng muối và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi cắt gốc hành, củ kiệu, nhớ không cắt vào phần củ. Sau khi rửa để củ thật ráo nước, nếu không sẽ dễ bị hỏng. Đun sôi thật kỹ nước ngâm. Lượng muối vừa đủ, không quá nhạt, cũng không quá mặn, sẽ để được lâu và không nổi gián trên bề mặt. Có thể mang vại dưa hành ra phơi nắng, dưa hành sẽ giòn và bảo quản được lâu hơn. Bảo quản các loại mứt. Các loại mứt và trái cây khô thường chứa nhiều đường nên rất dễ chảy nước, làm mứt ngon và dễ bị mốc. Muốn bảo quản các loại mứt được lâu, cần cho mứt vào lọ hoặc hộp kín nắp hoặc túi ni lông buộc chặt. Mỗi lần ăn thì lấy lượng vừa đủ ra đĩa hoặc khay có nắp đậy. Không nên dồn những món ăn chưa hết trở lại lọ. Lưu ý không nên cất các loại mứt vào tủ lạnh vì khi bỏ ra ngoài rất dễ hút ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, thức ăn bị nhiễm vi khuẩn để lâu trong tủ lạnh dẫn sinh ra độc tố. Khi đun lại thức ăn ở 100 độ C thì vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt, nhưng độc tố do vi khuẩn sinh ra vẫn còn nguyên độc tính, gây ngộ độc cho người sử dụng. Chúng ta nên chế biến lượng thức ăn vừa đủ, đừng quá dư thừa. Khi đun đi đun lại thức ăn sẽ bị hao hụt chất dinh dưỡng, kém ngon, dễ hỏng, gây lãng phí và ảnh hưởng đến sức khỏe.